Đây câu 70 thôi giải nha. Sao còn 64 nữa? Câu 70 mới là câu dài nè. Gần như có cách giải nhanh thế này không? Cũng vậy hả? Cũng là phải đi tìm hai điều kiện. Bài này thấy mấy bài này thầy thấy đó, thầy đã từng nghiên cứu em không có cách nhanh hơn em. Mình phải hiểu bản chất vấn đề rồi mình xử lý đại số thôi. Bây giờ nó kêu tính gốc giữa vectơ A và vectơ B đúng không? Thì thế nào em cũng phải đi vô em tính tích vô hướng, xong rồi chia độ dài. Vậy thôi. Vậy bây giờ em có hai cái điều kiện này để em tìm hai cái này. Thì bây giờ nó nói vuông góc, em thấy không? Này vuông này, cái này vuông này. Vậy em cho ha, em sẽ có một cái hệ phương trình như sau: vectơ A cộng 3 vectơ B nhân cho 7 vectơ A trừ 5 vectơ B nó sẽ bằng 0. Bên đây cũng vậy, vectơ A trừ 4 vectơ B nhân cho 7 vectơ A trừ 2 vectơ B bằng 0. Đúng không? Rồi giờ tụi mình nhân vô mấy em. Nhân ngay thầy chỉ cho cái cách để nhân khỏe cái đầu nè. Em cứ nhân A bình B bình cái đi. Ví dụ này nhân A nhân 7A là 7A bình. Còn này 3B nhân trừ 5B là trừ 15B bình. Đó, em phải đem hai cái lôi đầu hai này ra trước. Xong rồi cái này nè, 3 nhân 7 21 vectơ AB. Còn cái này là 1 nhân 5 là trừ 5. 21 mà trừ 5 là ra 16. Sao? Nhân nè, 3 nhân 7 21. 1 nhân trừ 5 trừ 5. 21 trừ 5 16 bằng 0. Xong rồi, nhân này vô A nhân 7A, 7A bình tiếp. Trừ 4B nhân trừ 2B là cộng 8B bình. Đúng không? Tiếp. Trừ 4 nhân 7 trừ 28AB. 1 nhân trừ 2 trừ 2. Trừ 2 trừ 28 trừ 30. Ổn không? Xem chưa? Rồi tới đây thì em tìm tỷ lệ giữa vectơ A với AB là xong rồi. Vậy em cho hai này bằng nhau, em thấy hai này cùng bằng không không? Đúng chưa? Em cho nó bằng nhau đi là xong. Cho nó bằng nhau. Hoặc là em cộng em trừ sao đó, thầy không biết. Theo thầy là cho nó bằng nhau. 7A bình trừ 15B bình cộng 16 vectơ A nhân vectơ B bằng 7A bình cộng 8B bình trừ 30 vectơ A nhân vectơ B. Vậy em thấy A bình viết không? A bình viết nè. Được không? Được chưa? Vậy là em rút ra được vectơ A vectơ B đi. Vậy cái này là chuyển trừ vectơ A là 46 vectơ A nhân vectơ B bằng 8 cộng 15 23 B bình. Như vậy là vectơ A nhân vectơ B bằng bao nhiêu? 1 phần 2 B bình. Chưa đâu cưng. Em thế vào đây là cái này ra 1 phần 2 B bình đúng không? Nhưng chúng ta có một vấn đề, đó là chúng ta còn kẹt lại cái này. Vậy là cái này còn lại 1 phần 2 của B chia A. Đó, mình còn kẹt lại cái B chia A là cái gì mình không hề biết. Có hiểu cái điều thầy nói không? Vậy là mình phải đi tìm tỷ lệ AB. Tức là em lại phải thế cái này vô đây rồi. Lại phải thế cái này vô cái phương trình 2 hoặc là phương trình 1 vậy đó, tùy em ha. Để em tìm ra tỷ lệ với AB. Đó, thế vô nha. Này đặt 1, này đặt 2 đi. Thế vào thư thích vào 1 hoặc 2 để tưởng niệm em luôn. 1 2 kỷ niệm chứ không phải tưởng niệm lộn. Kỷ niệm dùng từ sai.
Vậy là siga 7A bình cộng 8B bình. Rồi, cái này em thấy 1 phần 2B bình đúng không? Mà nhân 30 là trừ 15B bình. Thì lúc này các em sẽ tìm được tỷ lệ giữa A và B. 8 trừ 15 là trừ 7. Có nghĩa là A bình sẽ bằng B bình. Mà nếu A bình bằng B bình thì A bằng B, do cái này nó không có trừ đâu mấy em. Biết sao không? AB là độ dài. AB là độ dài vector, cho nên nó không có âm. Như vậy B chia A là bằng 1. Cho nên ship code 1 phần 2 này ra 60. Câu này cũng ác đó. Thầy nói là cái chỗ thế 2 dạo. Thế vọng 2 là em thế cái vector A nhân vector B bằng 1 phần 2 B bình. Thế vô đây, trừ 30 nhân 1 phần 2 là trừ 15 B bình. 8 trừ 15 là trừ 7. 7 A bình bằng 7 B bình là A bình bằng B bình. A bình bằng B bình thì A bằng B. A không thể bằng trừ B nhé, tại vì đây là độ dài vector các em. Chú ý AB đang là độ dài vector. Đây có lẽ là câu mà em xem em thấy nó phức tạp quá. Thì theo thầy là thầy đó, thầy nói là thầy không có cách khác mà. Bài này chỉ còn đường này thôi, đâu còn đường khác nữa.